thấy rất nhiều anh em thích sưu tầm những cái dòng Viva đấy, những anh em mà đẹp đẹp, hàng chất lượng đấy. Vâng. Ví dụ như hôm vừa rồi em có bán cho khách một con 17 triệu là đấy, hàng sưu tầm. Đấy, hàng cũng đẹp, hàng chất lượng đấy ạ. 12, 13 là cũng đã gọi là chơi, đã là chơi cứng cáp rồi, cứng cáp rồi. Nhưng mà con của em hôm trước em bán cho nó, con đấy là đời 20, cũng là đời 2000. Và xe đẹp lắm, thực ra là 17 triệu nó là cứng cáp thôi. Còn liên quan đến cả chân nan, đầu óc nếu... rất đẹp. Đúng rồi, nếu mà anh em bỏ ra 17 triệu, thực sự ra để mà bỏ 17 triệu mà mua một chiếc Viva, nói thật là không phải ai cũng có thể bỏ ra từng cái tiền. Đây, anh Trần Nhân cần 6,8 triệu bao ship vào miền Nam. Không anh dạ ạ. Dạ vâng, anh Cao, anh Bùi chỉ được hơn 1 triệu vào miền Nam, cước căng. Anh cân đối xem kỹ, chốt được thì cố gắng hỗ trợ em cái tiền ship 6,8 triệu chưa bao ship ạ. Anh phải chờ nha anh nhá, nếu mà anh thích cái dòng Viva đấy em phải chờ, tại vì thi thoảng có dòng xe đẹp đấy thôi. Chứ còn những cái dòng xe vừa vừa tiền tầm trên dưới 10 triệu thì bên em cũng có, cũng hay có. Thế nhưng mà tầm khoảng 13, 14 mà hàng siêu, anh hàng là, nếu mà đã nói là anh hàng siêu tầm ý, lại vào làm nó phải tầm khoảng 12, 13 triệu trở lên rồi. Đúng không ạ? Còn tầm khoảng 8, 9 triệu thì nó hàng vẫn bị xuất sát, vẫn bị bình bình thôi. À. Rồi ok, em sẽ báo anh em lưu tâm, có gì thì em sẽ anh báo anh nhé. Hôm xưa có xe lít không? Có anh ạ, anh Trần Thái Cương, có Vision nào tương đối mới? Tí em lên chiếc này đúng không anh? 2023, dưới 30, em nghĩ là hợp lý, nhưng tiếc là bản quá chìa. Anh thích cái bản nào anh có thể lên báo em luôn để em chuẩn bị. Rồi, một chiếc Viva, một chiếc 82 anh em nhá. 82, 70, đời 95, đấy, vẫn được chân gập rồi. Đấy, 94, 95 là bắt đầu nó có những cái bản chân gập này anh em nhá. Cái nhìn nó khô ráo, nó vuông vắn, tổng quan, lỗi thì đây em cũng đi pha thẳng vào các cái lỗi như là các cái chân nan và tâm vành này. Đấy, chiếc này vành và chân nan này nó hơi đuối, được cái càng nó vẫn còn, nhựa sơn hình là nhìn nó đều, nó vẫn gọi là xe cổ được. Đấy, còn chân nan, vành và đuối, trục giật mai ơ, tạm. Rồi anh em nhìn này gọi là tạm được rồi. Yếm thì cũng là yếm lại rồi. Đây anh em nhìn được những cái tay nắm này, các cái củ này, đấy, nhựa này, đấy được rồi. Thì nó vẫn còn sáng. Đấy, hai mấy cái củ sinh nhan này, đấy các bác nào đều tìm hiểu sinh nhan này, hàng đều Stanley hết, hàng nó vẫn hàng chất hết. Đấy, các bác nhìn các củ sinh nhan này, chắc, đấy, không có lỗi, hàng sinh nhan là hàng xịn rồi. Ra máy đẹp đúng không ạ? Tem xịn này, nửa này thì đã tỉa rồi, tem trên tem dưới đều xịn hết, càng hộp xích càng này cũng đã tỉa lâu rồi, hộp xích thì hơi đuối đuối, nói chung là cũng tầm tiền hợp lý với những chiếc 82, còn được như này là cũng ok rồi, đuôi hớt rồi. Nắp bình xăng, những cái mà vẫn giữ được những nét nguyên bản của xe, tuy nó không được đẹp đúng không ạ? Đây chụp giật mai ơ sau đây anh em nhìn đấy, chân nan vành vành sau tạm, hai càng thì đã phay tỉa rồi. Rồi đấy, một vòng cho anh em để anh em ngắm chiếc 82 hơi 70. Rồi máy, anh em nghe được cái máy này không? Máy hơi mở anh Phúc Nguyễn, rất chất luôn. Ok anh bao tiền cho em xíu? Tiền là 31044L7. Hôm nay thì chắc thì 394 thôi. Tín ơi, còn lấy chị cái giấy ăn kia xe kìa. 82 hơi 70. Bác nào đang có nhu cầu sử dụng những chiếc 82 hàng cổ mà giá tiền hợp lý phải chăng? Thì đây là mẫu em nghĩ là rất hợp lý. Đẹp. Anh Nguyễn Thành đang máy, hỏi được là ra máy. Xe máy đã chạm chưa? Máy chạm rồi anh ạ. Vâng. Vâng, cả chiếc Viva và chiếc 82 này đều là những chiếc xe đã chạm máy rồi. Cho em một xíu nhá. Được cái là nó nhìn nó khuôn, nó vuông, vắn. Đấy, dành cho những bác nào có nhu cầu đưa cháu đi học, chạy quanh làng, nhất là các bác trung tuổi có những sở thích về dòng 82, em gặp rất nhiều vì nó ưu điểm là giá tiền đó, 16,8 triệu, những các cái giá rất hợp lý cho những bác nào có nhu cầu quan tâm đến những dòng 82 nhá, xe cổ hơi 70. Cái hơi 70 này cho những chiếc coupe 82 em thấy các anh em lại quan tâm rất nhiều, đơn giản nó có thể là vừa với cái trọng lượng thiết kế của xe nên đi hơi 70 nó rất là ngọt, nó êm. Hơi 90 nhiều bác đi này phản ánh là nó hơi gặt, hơi 50 thì nó hơi yếu rồi. Đấy, thì em thấy hơi 70 rất nhiều các bác quan tâm, thì đây là một chiếc 70 mà giá tiền là 16,8 triệu, hàng 82, đồ zin là còn khá nhiều nhá các anh em, nhìn cái phần trên này này, đặc biệt là cái phần mặt tiền này này. Đấy, hàng zin thì anh quay lại đằng này thì sẽ nhìn thấy cái đẹp hơn. Đấy, anh em công nhận không ạ? Nhìn rất sáng từ tay nắm này, đấy, mặt này, các củ sinh nhan này, hoặc là phần nhựa này, càng này, đấy, nhựa này. À, đôi da máy dạ này. Ok anh, sáng nay em lau rồi nó bị chạm đúng không ạ, cốp này
Rồi, một chiếc 82 anh em nhá, một chiếc 82 dành cho anh em nào hàng úi giời. Em đi. Hợp lý. Vâng. 16.800.000. Những 16.800.000. Ở phân khúc hợp lý mà vẫn giữ được những cái nét đẹp, nét cân đối phù hợp cho những anh em nào. Vành sau là vẫn còn nhá, vành Futura 3, vành trước còn nhưng mà nó hơi xấu. Đây là em cũng tả rất cẩn thận để bác nào cần những chiếc 82, đặc biệt là giá. Ok, Vision đời cao đi bạn, em có luôn Vision đời 2023 anh em nhé. 82 okay, anh em nào cần thắc mắc gì không? 500. Vâng. Tiếp theo là một chiếc xe Viva anh em nhé, bản tem xoáy. Rồi, tem quả trứng. Rồi, đợi. Đời 2000. Hàng là được zin khá nhiều, anh em nhìn cái đồ gương này, đúng không ạ? Sần này hay phần nhựa mặt này, tem này vẫn là còn nguyên bản đấy. Chân nan có cái là nó xuống cấp theo thời gian rồi, các bác nhìn cái hàng chân nan xuống cấp rồi. Đấy, nhìn nó vẫn là nguyên bản, vành cũng là vành theo xe hết, vành Vivix hết. Đấy. Sơn đồ rồi, cả đầu bò là khô ráo chạm rồi, ra máy này nó cũng đã có tỉa qua rồi, cũng được nhựa, được đồ sần và được tem. Đây là những cái còn lại anh em có thể nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Chân nan vành bánh là còn, nhưng chân nan là hơi kém. Đây, vành này đều Vivix hết. Rồi, biển số đời 2000 anh em nhá, 29L13622. Đấy, cái con cũng là gì nhở, tài lộc mãi mãi đấy ạ. Rồi, là những chiếc xe một thời, bản này là bản phanh đĩa nhá, bản thắng đĩa rồi. Đấy, đời cao tem xoáy quả trứng rồi. Ừ. Bác nào đang muốn nhu cầu lấy một chiếc đi ăn đi làm, chạy những dòng gọi là Suzuki Viva thì có thể cân đối mẫu này giúp em. Giá tiền rất hợp lý, máy này, anh em nghe máy này. Một trước một sau cực. Dòng này lai, hồ, chạy nặng, tải trọng nặng, rất hợp lý. Vì cái khung sườn của những chiếc Suzuki bao giờ cũng vậy, nó có những cái chắc chắn hơn hẳn với những các cái dòng thông dụng bình thường khác. Đấy. Các bác lớn tuổi làm một chiếc xe đưa đón cháu đi học, hay là các anh lấy một chiếc đi ăn đi làm thì rất hợp lý. Các bạn trẻ thì có vẻ không thích lắm mẫu này, nhìn nó không được style lắm, được mốt, được đẹp lắm, đúng không ạ? Rồi, giá là 6.800.000 thôi, lên được. Hàng cũng chắc chắn đây, các bác nhìn này, không có gãy gì. Đây nó sinh ra cái tai này để các bác có thể đặt một cái giá lai thù hàng. Nhiều bác còn hàng làm một cái răng kéo xe đằng sau nữa cơ. Ừ. Rồi anh em, một chiếc xe Suzuki Viva. Suzuki bản R anh em ạ, bản tem xoáy đời 2000. Đấy, bán ra với giá là 6.800.000. Có spa hai da máy và hai càng, được cái lớp sơn lớp nhựa là mấy cái tem là vẫn còn nên là nhìn nó vẫn có những cái nét cổ, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, cái tầm này thì dành cho những anh em, những bác lớn vâng, tuổi. Vâng, anh Cao Anh Bùi đang bảo là tôi muốn tìm một em Viva chất lượng để sưu tầm. Thế phải chào em anh đúng ạ. Rồi. Hàng này nó là hàng vừa tiền thôi. Đi ăn đi làm thôi vâng, anh ạ. Vâng, nếu mà anh em muốn mua một chiếc sưu tầm thì nó phải tầm hơn chục triệu đấy ạ. Nó cũng chỉ hơn một chút thôi là đã được sử dụng những chiếc Viva đẹp rồi. Vì nhìn chung Viva nó không có giá vượt trội như những dòng Jim hoặc những dòng Way hiếm. Đấy, nên là cái mẫu thông dụng thì là đây, 6.800.000. Nhìn nó vuông vắn, nhựa nhiếc nó liền xe, nó cứng cáp, khung sườn thụt trước thụt sau ngon lành mà vẫn đề ngon nhá. Đấy. Rồi, còn nếu mà bác lấy hàng chất thì nó phải tầm trên 10 triệu. Rồi, những chiếc Suzuki Viva sưu tập hợp lý, chiếc này được cái máy và rồi, đồ ok anh Phúc Nguyên gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream. 6.800.000 quá hợp lý cho một chiếc xe biển Hà Nội. Con nào đẹp lưu ý gọi cho tôi nhé chị Dung. Dạ vâng ạ, anh Cao Anh Bùi. 82 mà giá yêu thương đây, 82 giá yêu thương đây, anh em nào đang cần có thể cân đối, rất hợp lý phải chăng, đúng không ạ?